looking for him. Thì tình huống này đặt ra trong cái bối cảnh mà Morpheus trong quá trình hướng dẫn cho Neo thì đã kể cho Neo thế nào là ma trận và cho Neo biết sự thật là gì. Thì câu hỏi đặt ra là nếu các bạn là Morpheus thì đó có phải là thời điểm đúng để các bạn có thể kể cho cái người kế nhiệm của mình biết sự thật không ạ? Tôi thấy với cái tình huống này thì hình như cái người lãnh đạo Morpheus đã quá vội vàng để thể hiện cái điều mình mong muốn với cái người được gọi là key person của mình, cái người mà mình đã lựa chọn vào kế vị cho mình. Cụ thể là sau khi đưa ảnh vào cái thế giới ma trận đó và anh được giải thoát thì anh này anh ói tại chỗ. Ói là cái cảm giác giống như tôi nghĩ tôi nhậu quá trớn. Có nghĩa là đã bị dồn đến cái mức không chịu nổi nữa. Tức là một cái sự thật mà anh không giờ anh không tin thể được, nào anh tưởng tượng nổi. Không chấp nhận được. Mà sau này nếu anh tiếp nhận cái việc đó là anh chịu không nổi. Cho nên tôi nghĩ thì nếu mà luyện uống bia thì phải từ từ. 2 chai rồi 4 chai rồi 6 chai. Tức là theo anh Tụ thì phải kể từ từ. Dạ, cứ một phần sự thật. Tôi nói bây giờ giống như câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Thì cứ một đêm kể một chút. Các bạn thì có ý kiến về câu trả lời tên Tụ không ạ? Em có ý kiến là cái anh Neo này ảnh bước lên con tàu á thì hầu như là việc của ảnh trên tàu là gì thì không có việc gì cho ảnh cả. Thì có thể đây là cái công việc của ảnh. Thì giống như gọi là đêm dài lắm mộng cho nên là thôi cứ nói cho ảnh trước để ảnh chuẩn bị tinh thần. Thì cái việc mà đưa ảnh vô ma trận á giống như là một cơn ác mộng. Thực sự là ảnh trải qua một cơn ác mộng, một cái điều mà trước giờ ảnh chưa từng biết được. Thì khi mà ảnh bị sốc như vậy á thì lúc đó Morpheus mới dùng một cái ngôn ngữ rất là chân tình kể cái nỗi niềm tại sao tôi lại ép anh như vậy. Thì lúc đó có một sự cảm thông của cái anh Neo này, dù là Morpheus chưa hề nói là anh chính là cái người được chọn, chỉ nói bóng gió đâu đó thôi, thì có một cái sự cảm tình và anh Neo này anh cũng biết được sơ sơ là cái sự việc nó như thế nào. Thì mình sẽ thấy Morpheus có làm điều đó đúng không ạ? Là nếu mà nhân viên mình trải qua một cú sốc trong quá trình huấn luyện nào đó, họ biết một cái sự thật nào đó mà họ không bao giờ tin tưởng, thì chắc chắn là cái mối liên kết nếu có của nhà lãnh đạo đối với nhân viên thì sẽ được nhân viên cảm thông hơn. Và họ chắc chắn là họ không muốn chạy ra khỏi cái môi trường đó, đúng không? Vì họ có sự cảm thông. Thì đúng như là Cao nói, còn Danh thì sao? Theo tôi có một cái điểm như thế này. Cái Morpheus nói với Neo trong trường hợp này thì rất là vội. Nó sinh ra một số cái điểm mà có thể gây những cái tâm lý nguy hiểm. Ví dụ như các bạn xem cái clip đầu tiên á, thì trước khi mà Trinity bị cảnh sát bắt á, thì các bạn thấy là Trinity nói chuyện với một cái người qua điện thoại và có người đó cố gắng đưa cái hoài nghi của người ta vào trong Trinity. Và khi các bạn thấy Trinity xử lý rất là tốt cái tình huống đó, là bạn không cần phải tin tôi nghĩ như thế nào hoặc là tôi tin như thế nào, thì rõ ràng là Trinity có một niềm tin rất lớn với Morpheus. Thì quay lại cái clip này thì rõ ràng trong tình huống này á, Morpheus nói với Neo cái tình huống nó quá là vội, làm sao Neo không chấp nhận được cái sự cực hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã tin tưởng trước đó. Và nó làm vô tình nó đẩy cho tất cả những nhân viên trên cái tàu á, có một cái thấy rằng là Neo không đủ cái năng lực để trở thành người lãnh đạo trong tương lai. Chưa có cảm thụ được, đúng không? Cái tình huống vẫn chưa nhìn ra sự thật thì sao mà đào tạo anh đây? Đúng không? Làm cho người ta dễ dàng tăng cái sự nghi ngờ. Đúng và rồi. Cái sự nghi ngờ đó chính là cái mầm mống không đúng tốt cho một cái công ty. Đúng rồi. Nó tạo cho rất là nhiều người cảm thấy là nghi ngờ cái năng lực của anh này. Đúng rồi. Tại sao không chọn một người A mà lại chọn cái anh hoàn toàn chưa có cái niềm tin gì về ma trận cả. Nhưng mà nếu mà các bạn là Morpheus thì mình thấy có thể mình không có lựa chọn được là vì cái thời gian quá khẩn cấp, đúng không? Thì mình phải kể cho anh sự thật rồi hy vọng cái liên kết của mình đối với ảnh. Thì anh Morpheus anh kể một câu chuyện là có người cũng đã thành công đâu đó rồi, đúng không? Thì sẽ làm cho anh Neo này có cái niềm tin vào sự thật thì anh mới có thể cứu rỗi thế giới được, đúng không? Thì cái này chúng ta thường hay gặp trong các cái công ty đang tái cấu trúc lại. Thì một mình tìm một người quản lý mới, có thể là giám đốc hoặc có thể các trưởng phòng, một người quản lý mới vô. Thì người ta, như lúc nãy tôi có nói là ta có khoảng 15 đến 30 ngày để nhận bàn giao. Và thực sự ra trong công ty á, những công ty tốt thì không nói, nhưng mà mình đang nói là những công ty tái cấu trúc thì đương nhiên là phía trong nó có những cái mâu thuẫn nội bộ hoặc những cái khó khăn mà người chủ doanh nghiệp lúc đó không nói,
thì cái người này họ sẽ không đưa ra được những cái định hướng. Mà nói thì không biết là anh em có chủ là anh làm hay là anh đi luôn. Thì nó đó là cái điều kiện trong thực tế, thì giống như trong bộ phim này tình huống là buộc phải nói. Chắc cái vấn đề vậy. Thì mình sẽ thấy là Mofus lựa chọn cái người thay thế mình đúng không? Và nếu mà anh không nói hết ra những cái tình cảnh sự thật thì chắc chắn anh Neo này cảm thấy là bị dụ, thậm chí là cảm thấy bị lừa gạt. Thì mình thấy trong đời sống rất nhiều công ty tuyển dụng người mới vào làm thì ưa ca tụng cái công ty mình, cho thấy bức tranh màu hồng rất là đẹp đẽ, nhưng mà sau khi họ vào chừng vài ngày thôi hoặc là lâu quá thì chừng vài tháng họ sẽ biết sự thật, thì chắc chắn họ sẽ gặp một cú sốc rất là lớn và họ cho rằng công ty lừa gạt họ, thì cái kết cục còn nguy hiểm hơn. Thì chắc chắn nếu các bạn là nhà lãnh đạo thì phải lựa thời điểm để nói cho cái người nhân viên của mình biết cái hoàn cảnh sự thật. Thì rất nhiều công ty sẽ các bạn thấy là trong quá trình tuyển dụng người ta ưa nói ra cái hoàn cảnh thực tế và lý do tại sao họ tuyển cái người này vào để có thể thay đổi cái tình hình. Nhưng mà cái thời điểm nói thì chắc là cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Mà nếu mà như mình thấy trong phim Morpheus không có sự liên kết chặt chẽ, không có tạo ra niềm tin của người nhân viên, người quản lý, thì người nhân viên đó sẽ không có nhận ra, không có chấp nhận đó là một sự thật và chắc chắn họ sẽ bỏ đi. Thì ở chỗ này thì nó cần có hai cái kỹ năng của người lãnh đạo. Thứ nhất là chọn thời điểm, thứ hai là chọn cái ngôn ngữ để nói như thế nào mà vẫn phải trình bày được cái, nó ra hết được cái sự thật, cái khó khăn mà làm sao đó phải để cho cái người mới họ chấp nhận. Đúng rồi, thời gian mà trình bày thì mình sẽ thấy rằng các công ty Việt Nam đa số là kể cái màu hồng ra thì có thể là kể trong cái lúc mà làm việc, nhưng mà kể sự thật là thường là kể trên bàn nhậu đúng không? Cái lúc mà mọi người rất là thoải mái kể lễ tâm tình thì cái sự cảm thông tôi nghĩ là nó sẽ rất là cao, đúng không? Mà anh Việt? Tôi cũng đồng tình là phải nói. Tại vì anh này đã chọn là thay thế, là lãnh đạo trong tương lai. Nên phải nói, đã là lãnh đạo tương lai phải đối diện rất nhiều sự thật chứ không phải một sự thật đó. Do đó nên đây cũng là bài tập để đánh giá anh. Khi mà anh đối diện với sự thật như thế nào, coi cái cách thể hiện của anh sao, cá tính anh biểu hiện sao. Rồi sau đó nếu như mà anh vẫn có là tiếp tục con đường, vẫn tin về phía trước, như vậy thì bằng một câu chuyện mà tình cảm để thuyết phục anh, còn vỗ về anh. Đúng rồi. Đó nên tôi nghĩ là phải nói bằng câu chuyện. Ví dụ trước đây tôi có trường hợp là tôi hay dùng nói rất nhiều về công ty mình cho nhân viên mới vào, nhưng mà đâu còn khoảng tuần hai tuần là họ ra đi. Thật sự mình là doanh nghiệp nhỏ, mình cũng thấy được rất nhiều vấn đề của doanh nghiệp mình không phải như vậy, nhưng mà nói mình sợ là không có nhân viên mình thuyết phục họ vào. Nhưng thường mà mình phải tô vẽ màu hồng, đúng không? Sau đó bây giờ hiện tại bây giờ tôi đổi chiến thuật hoàn toàn là phải nói sự thật. Nếu mà họ chấp nhận sự thật, họ ở với mình thì quá tốt, thì nói. Dĩ nhiên là mình cũng sẽ có một câu chuyện màu hồng để mình tô điểm, nhưng mà ít hạn chế thôi. Dạ, đó là rồi. Quan điểm của tôi. Cho anh xin bổ sung anh Trường với là anh Việt ở đây là mình có thể là vừa nói cái màu hồng, mình có thể nói những cái vấn đề mà mình đang cần phải giải quyết, có thể là tính chất thời điểm hoặc là lâu dài. Nhưng mà mình nghĩ một người nhân viên mới hướng về phương diện quản lý thì người ta sẽ cần cái gì? Nếu mà mình nói mọi thứ nhưng mà cuối cùng ở đằng đầu cuối con đường kia không có lối thoát, thì dù mình nói màu hồng hay mình nói màu đen thì người ta cũng sẽ bỏ đi. Chắc chắn. Thì mình có thể nói sự thật, có hồng và có cả những khó khăn, nhưng mà mình phải có đường ra. Và nếu là nếu anh đứng cùng với tôi trong cái giai đoạn này và chúng ta sẽ phải làm gì và chúng ta sẽ đạt đến điểm đó thì người ta sẽ ở lại. Và quan trọng là tại sao mình cần người đó trong thời điểm này, đúng không? Thì người ta cảm thấy được trân trọng và có thể có độ cam kết rất là cao. Tôi thấy có một cái ý như thế này, là hiện nay khi mà Morpheus nói với Neo là sau khi kể một cái câu chuyện thật tình là nó mang chất rất là á đông, là trước đây có một người đã từng làm trong cái con tàu đó, người đó mất đi và sau đó người đó có một cái tiên đoán là người đó sẽ quay về và anh dành cả đời để anh đi tìm kiếm cái người đó, và hiện tại anh đã kết thúc cái việc đó. Và you are the one, nghĩa là anh đó là người được chọn. Thì rõ ràng mình thấy một cái điểm là anh truyền cái niềm tin rất lớn của anh Morpheus và Neo. Rõ ràng là ông lãnh đạo này, ông đã nhìn được một cái người có đủ tài năng để anh truyền cái niềm tin của anh vào là anh là người sẽ lãnh đạo trong tương lai. Và cái câu chuyện vừa cảm động đó làm cho Neo là
dần nhận ra mình là một cái người phải kế nhiệm cái việc này. Thì cái đó cũng là con dao hai lưỡi, đúng không? Và chẳng hạn như các bạn tưởng tượng mình nói công ty tôi sắp phá sản rồi, mà tôi từng có người có thể vực dậy mà anh chính là cái người đó, thì nó cũng có thể là con dao hai lưỡi. Tức là họ tự nhiên họ cảm thấy một trách nhiệm cực kỳ đè nặng lên vai họ mà không biết là có ai hỗ trợ họ. Tức là mình chỉ có thể làm được điều đó nếu mà mình xây dựng một mối quan hệ nào đó. Thực sự ra trong cái cảnh mà Morpheus cứu Neo đó, thì thực ra là Morpheus cũng có chủ ý, tức là làm cho Neo thấy rằng mình là người đi, Morpheus là một ân nhân của Neo. Thì dù thế nào thì Neo cũng cảm thấy Morpheus muốn cứu mình. Đúng không? Thì trong hoàn cảnh mình thấy rằng trong rất nhiều trường hợp các công ty, người giám đốc cũng có thể thường ra tay cứu vớt nhân viên để họ mong muốn rằng cái người nhân viên đó sẽ đứng về phía họ trong cái hoàn cảnh khó khăn. Thì Morpheus thực sự ra cũng đã làm điều đó. Thì mình sẽ thấy trong cái hoàn cảnh mà những cái tình huống khẩn cấp á, thì cái bài học là luôn luôn vẫn phải nói sự thật cho cái người mới hoặc là cho nhân viên mình biết, dù sự thật đó có thể đau lòng đến đâu. Và thứ hai là để cái sự thật đó không làm người ta mất tinh thần, thì chắc chắn mình phải xây dựng một mối quan hệ rất là chặt chẽ, có thể qua một câu chuyện, qua một cái sự cảm thông nào đó, thì người ta cảm thấy có niềm tin, đúng không? Thì những cái cảnh